Dùng thâm tâm rộng lớn, vô lượng vô biên để tu tập pháp môn vô thượng thù thắng này. Dùng tâm đại bi bình đẳng cho hộ khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều liệt khổ được vui, tiếp tục giống tánh của mười phương ba đời các Như Lai không đoạn tuyệt, vào sâu trong công đức pháp tạng của mười phương ba đời chư Phật tu hành, sau đó sinh ra pháp thân của chư Phật. Lại rất thấu hiểu tư tưởng tâm tánh khác nhau của tất cả chúng sinh, biết căn lành của họ gieo trồng đã đến trình độ nào, đã thành thục hoặc chưa thành thục, Bồ Tát đều minh bạch rõ ràng. Tuy là trụ nơi pháp thân của chư Phật, nhưng mà Ngài vẫn có thể vì chúng sinh thị hiện sắc thân thanh tịnh, chẳng có tơ hào nhiễm ô. Bồ Tát Kim Cang Tràng biểu thị rất khiêm nhường, có lễ độ, rằng tôi nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật mới có thể diễn nói pháp môn hồi hướng này. Do đó, Ngài nói ra 28 bài kệ dưới đây, phân biệt tán dương pháp môn hồi hướng thù thắng. Tu hành kiếp số không nghĩ bàn, tinh tấn kiên cố tầm vô ngại, vì muốn lợi ích các quần sinh, thường cầu pháp công đức chư Phật. Ý nghĩa kiếp số không nghĩ bàn là nói thời gian kiếp số kiếp, rốt ráo có bao nhiêu, không thể dùng tâm để nghĩ, cũng không thể dùng lời để bàn luận được. Nói cũng nói không xong, rốt ráo có bao nhiêu, cho nên gọi là kiếp số không nghĩ bàn. Bồ Tát Kim Cang Tràng nói tu hành kiếp số không nghĩ bàn là khen ngợi chư Phật Bồ Tát dùng tâm nhẫn nhục lớn nhất của các ngài để tu hành Bồ Đề giác đạo. Chúng ta chúng sinh chẳng màng làm việc gì, đều phạm mau bệnh nóng được 5 phút, qua 5 phút thì từ từ lạnh lại. Nhưng một số Phật giáo đồ phát tâm tu hành được thời gian ngắn thì cảm thấy chẳng có gì thành tựu, bèn sinh tâm hoài nghi. Nói tu hành chẳng có ích lợi gì, bèn giải đãi, thậm chí buông bỏ chẳng tin nữa, chẳng tu hành nữa. Mà nay nghe được sự khen ngợi của Bồ Tát Kim Cang Tràng, sở dĩ Bồ Tát có sự thành tựu đều phải trải qua sự tu tập kiếp số không thể nghĩ bàn, mà còn đời đời kiếp kiếp đều dũng mãnh tinh tấn. Thường thường y chẳng lìa thể, thể chẳng lìa y, y mũ chuẩn tề tu hành. Y là chỉ y cà sa, người xuất gia mặc trên thân, phàm là cạo đầu xuất gia, cắt ái tử thân, phát tâm suốt đời giữ gìn điều Phật chế gia, tầm thọ thân trì mới ra khỏi nhà thế tục, làm tỳ kheo tỳ kheo ni. Trước hết phải thọ giới xa di, cởi bỏ y phục thế tục, mặc y phục hoại sắc của người xuất gia, còn gọi là ngũ y, y năm điều, một dài một ngắn. Tiếng Phạn gọi là y an đà hội, dịch là y trung túc, cũng gọi là hạ y, còn gọi là tạp tác y. Khi làm việc đi ra ngoài đều mặc y này. Đáp y có bài kệ rằng: thiện tai dài thoát phục, tự lợi vô thượng phước điển y lợi tha, ngã kim đảnh đái thọ, thế thế bất xả ly phát nguyện. Nghĩa là lành thay y giải thoát, y ruộng phước vô thượng, nay tôi được thọ mặc, đời đời chẳng xả lìa. Trải qua 2 năm sau thọ giới tỷ kheo tỷ kheo ni, thì mặc y 7 điều, 2 dài 1 ngắn, tiếng Phạn gọi là Uất Đa La Tăng, dịch là thượng trước y, cũng gọi là nhập chúng y. Khi lễ Phật tụng kinh, tọa thiền phó trai nghe rằng Bố Tát tự tứ đều mặc y này. Đáp y thì đọc bài kệ: thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điển y, ngã kim đành đái thọ, thế thế thường đắc phi. Còn có y 25 điều, tiếng Phạn là Tăng Giả Lê, dịch là chủ y, cũng gọi là tạp toái y. Khi đến nơi quan trọng ứng cúng thăng tòa thuyết pháp thì mặc y này. Đáp y có bài kệ: thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điển y, ngã kim đảnh đái thọ, quảng độ chư quần mê. Thọ giới tỷ kheo ni rồi, lại thọ giới Bồ Tát xuất gia, lúc đó mới hoàn thành giới cụ túc của hai chúng xuất gia. Y cà sa này chẳng phải người bình thường tùy tiện mà mặc được, phải thọ đại giới của Phật chế, qua tam sư thất chứng, đăng giới đàng, đại biểu cho Phật thọ truyền. Cho nên người xuất gia tu đạo phải coi trọng cái y này. Phàm là người đã thọ giới cụ túc thì phải y không lìa thân, thời thời đều đắp y cà sa. Nếu đi tắm vào nhà cầu thì cởi y ra, để chỗ đàng hoàng, để ở chỗ cao hoặc treo ở nơi thanh tịnh, phải coi trọng nó, không thể cởi ra tùy tiện hoặc bỏ nơi bậy bạ. Người xuất gia đắp lên cái y này chẳng phải là tham thích nhìn, hoặc là tham sự trang nghiêm, hoặc dùng làm người xuất gia Phật giáo tượng trưng, đều chẳng phải ý nghĩa này, mà là đắp y này lên đồng như thấy Phật, còn phải quán tưởng như vậy.
Tôi mặc y Như Lai, vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Đáp y chứ chẳng phải xem là hình tướng mà thôi, mà còn tôn giữ quy luật của Phật. Từ trước người xuất gia vốn đáp y luôn luôn, về sau vì làm những việc đồng áng hoặc các việc khác cảm thấy chẳng phương tiện bèn cởi ra. Còn có rất nhiều người xuất gia kinh tế rất khó khăn, đương thời mặc y cũng rất bất tiện, cho nên đặc biệt ái tiếc, bình thường chẳng mặc y. Còn có những người đáp y một thời gian ngắn, cho rằng khó chịu, chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng đáp y. Các vị, tại sao chúng ta không nghĩ, chúng ta chẳng phải ngày ngày ăn cơm, ngày ngày mặc y phục bình thường chăng? Tại sao y của Phật chẳng mặc hàng ngày? Đây là kiến giải sai lầm, nhất là chúng ta đã xuất gia thì phải mỗi cử chỉ hành động đều đặc biệt xem trọng, giữ gìn quy luật của Phật và truyền thống của Phật giáo. Vì những điều ở trên chẳng lưu tập thành văn, nên dần dần hình thành tập xấu. Lúc bình thường chẳng đáp y, chỉ có lúc lên chánh địa, quá đường, lại Phật tụng kinh, làm Phật sự, ứng cúng những trường hợp quan trọng, mới đáp những y cần đáp 5 điều, 7 điều, y tổ, vân vân. Ở Ấn Độ vì thời tiết quá nóng, bớt mặc y, chỉ cần đắp một tấm y cà sa trên thân là được. Nhưng ở Trung Quốc vì khí hậu khác nhau, bốn mùa nóng lạnh thường thay đổi, y phục mặc trên thân, tùy khí hậu mà tăng giảm, mùa đông thì mỗi người trong ngoài đều mặc tới mấy lớp, đắp y cà sa, một khi không chú ý thì rớt xuống, có lúc đi đường thậm chí rớt y cũng chẳng hay. Về sau qua sự nghiên cứu, mới nghĩ ra biện pháp hai đầu y dùng vòng tròn và cái móc, móc lại với nhau chắc chắn hơn, và vòng tròn móc lại nghiêm sức trở thành như ý. Nghĩa là giữ lấy mỹ quán mà cát tường, không đáp y cũng trở thành tập quán, thấy người thường đáp y ngược lại cho là khác lạ. Lúc trước tôi ở tại Hương Cảng, thì gặp lúc đi ra ngoài cũng hòa theo không đáp y, nhưng ở đạo tràng của mình thì y không lìa thể. Về sau khi đến Mỹ để hoằng pháp, thì tôi bèn quyết tâm để sướng y không lìa thân, khôi phục lại điều Phật chế, coi trọng điều Phật chế, hà huống chúng ta hiện tại lại chẳng có những chướng ngại đó từ trước. Ngài Thanh Lương Quốc Sư từng nói qua hai câu, tôi cảm thấy chúng ta người xuất gia nên tôn theo. Thân bất quyên sa môn chi biểu, tâm bất vi Như Lai chi chế. Đây thật là lời nói rất chí lý. Thân bất quyên sa môn chi biểu, tức là nói chúng ta không quên mất đi nghi thức biểu hiện của bậc sa môn. Tâm bất vi Như Lai chi chế, nghĩa là trong tâm không thể trái với quy chế do Phật lập ra. Y còn gọi là phước điển y, y ruộng phước. Chúng ta người xuất gia tự trồng phước điển, một mặt cũng thế chúng sinh trồng phước điển. Chúng sinh thấy được người xuất gia thì cầu trồng phước trên thân của người xuất gia, cho nên chúng ta không thể không thường mặc lên phước điển y. Cho đến người xuất gia thường mặc áo thun y ngắn, hình thức cái cổ y áo chẳng giống ở trước mắt người bình thường. Hình thức cổ y áo đó ở Trung Quốc thời xưa thường mặc, hình thức y phục của người bình thường luôn thay đổi, còn hình thức áo thun của người xuất gia Trung Quốc cho đến nay chưa từng thay đổi. Nếu mặc áo thun dài áo ngoài ngắn, thật chẳng khác gì người tại gia. Chúng ta đều là người, tại sao người khác thấy chúng ta phải lễ lại? Là vì chúng ta là đệ tử Phật, mặc phước điển y của Phật chế. Người xuất gia tại chùa Kim Sơn, bốn chúng đệ tử đều là y không lìa thể. Đây chẳng phải là chúng ta cố ý phiêu tần tập dị, mà là chúng ta giữ gìn điều Phật chế, xem trọng biểu hiện của bậc sa môn. Mỗi một lần đáp y là tăng thêm một lần công đức, mà còn thọ chúng sinh, quỷ thần cung kính. Chư Phật Bồ Tát sở dĩ viên mãn quả Phật, đều do từ trong số kiếp không thể nghĩ bàn, dũng mãnh tinh tấn, tâm tin kiên cố mà đắc được. Tinh tấn tức là thời thời khắc khắc tu hành, thân tâm đều chẳng cầu thả. Kiên cố là không thay đổi tông chỉ tín ngưỡng. Từ lúc ban đầu phát tâm, nhận định mục tiêu chánh quyết, ở khoảng giữa chẳng chọn bất cứ gì dụ hoặc, tâm tin quyết không biến đổi. Nếu tu hành một lúc rồi thối tâm, như thế sẽ có sự chướng ngại. Tâm lý một khi sinh hoài nghi, thì đây cũng là chướng ngại. Cho nên người tin Phật thì nhất định phải minh bạch chân lý của Phật giáo. Tin sâu giáo lý của Phật nói là chân thật không hư. Thời khắc thần tâm tinh tấn khiến cho tâm tin thường trụ kiên cố ở trong định lực, đừng chỉ dùng công phu ở ngoài lông ra, như thế tâm mới không chướng ngại. Vì muốn lợi ích các quần sinh, chư Phật Bồ Tát tại sao phải phát tâm Bồ Đề, tại sao phải cầu vô thượng đạo? Mục đích của Ngài
là muốn lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng màng là người hoặc chẳng phải người, Ngài đều muốn lợi ích họ. Vì cầu pháp công đức chư Phật Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh, Ngài trước hết phải chân thật với chính mình. Cổ nhân có nói, công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Giống như khúc gỗ, muốn làm khúc gỗ cho tốt, điêu khắc tinh vi thì nhất định phải có đầy đủ dụng cụ. Bồ Tát muốn lợi ích chúng sinh thì trước hết phải minh bạch pháp môn của chư Phật tu hành, viên mãn thành tựu công đức, cầu được thông đạt trí huệ vô hạn. Cho nên nói thường tu pháp công đức chư Phật, cầu tức cũng là tu. Thường thường tu pháp công đức của chư Phật nghĩa là nói thường thường tôn chiếu theo phương pháp thành tựu công đức của chư Phật mà tu hành. Điều ngự thế gian chẳng ai bằng, tu chỉ ý mình rất trong sáng, và tầm cứu khắp các hàm thức, bậc đó khéo vào tạng hồi hướng. Điều ngự nghĩa là điều phục giá ngự chẳng ai bằng, là chỉ trong vô lượng vô biên thế gian chẳng có cách gì tính toán, chẳng có ai có thể ví dụ. Bồ Tát Kim Cang Tràng nói, chúng ta tất cả chúng sinh đều thọ sự điều ngự của Bồ Tát. Khi Bồ Tát tu Bồ Tát đạo thì đối với chúng sinh căng cường khó dạy, khó điều khó phục, khó giá ngự, Ngài đều giáo hóa họ thành tốt, điều phục an thuận khiến cho tâm của họ thành phục. Cử hành giáo lý khiến cho tất cả chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, thoát khỏi bà cõi. Bồ Tát muốn điều phục chúng sinh thì trước hết phải điều phục thân tâm của chính mình, khiến cho thân mình chẳng có giết hại, trộm cắp, tà dâm, tâm chẳng có tham sân si. Đây tức là rất trong sáng, nghĩa là thanh khiết. Vì giết hại, trộm cắp, tà dâm và tham sân si đều là sự ô nhiễm của thân tâm. Bồ Tát tu trị thân tâm của Ngài chẳng có tơ hào nhiễm ô, thì thân ý của Ngài tự nhiên sẽ rất trong sáng thành tịnh. Cho nên Ngài có thể phát tâm cứu khắp các hàm thức. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề cứu hộ khắp tất cả hàm linh. Hàm thức là chỉ tất cả hữu tình có thức, bao quát người và các thứ động vật có mạng sống, đều gọi là hàm thức, còn gọi là chúng sinh. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, đem căn lành công đức của Ngài tu tập, dùng tâm bình đẳng hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Do đó, hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả, hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý, hồi ít hướng nhiều. Cho nên nói, bậc đó khéo vào tạng hồi hướng.